vị, phía trên bờ nhà cửa hoang tàn tạm bợ, phía dưới kênh rác thải chất đống, dòng nước đen bốc mùi hôi thối. Đây là thực trạng môi trường sống của nhiều hộ dân ven kênh Hàng Bàng thuộc phường 1, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực này nằm trong dự án nâng cấp cải tạo kênh Hàng Bàng được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông qua năm 2016. Thế nhưng đến nay, dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng với lý do không nhận được mức đền bù thỏa đáng, nhiều hộ dân tại đây vẫn chưa chịu di dời, chấp nhận sống chung với môi trường ô nhiễm này. Theo ghi nhận của Vietnamnet, khoảng 500m dọc kênh Hàng Bàng, đoạn phía đường Phan Văn Khoẻ, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, nhiều ngôi nhà đã bị dỡ bỏ, gạch đá chất đống. Cùng với đó là nhiều nhà bị bỏ hoang. Đây là những hộ dân đã đồng ý hoặc cưỡng chế bàn giao mặt bằng cho dự án cải tạo nâng cấp kênh Hàng Bàng. Thực tế, vẫn còn nhiều hộ dân bám trụ lại đây, sống trong những căn nhà đã cũ kỹ, xuống cấp trầm trọng, cùng môi trường sống ô nhiễm. Nguyên nhân đến từ việc người dân chưa đồng tình với phương án đền bù, giải tỏa mặt bằng của cơ quan chức năng. Có nhận được cái chỉ thị là giải tỏa dự án kênh Hàng Bàng. Nhưng mà có một số nhà, nhất là nhà tôi, đền bù không thỏa đáng là một. Hai nữa là đất đo không đủ. Thành ra là tôi mới nán tới ngày giờ này, chờ chừng nào giải quyết đúng lực với gia đình tôi thì tôi mới giao trả mặt bằng. Chứ giờ tự nhiên kêu tôi giao trả mặt bằng thì về đâu ở. Đúng là bồi thường không thỏa đáng. Thành ra người ta giờ người ta làm đơn để kiến nghị là bồi thường cho người ta đủ tiền người ta mua căn nhà khác thôi. Không phải là người ta mà nói là không đi. Người ta chấp nhận đi. Công trình của người ta tới rồi thì mình cũng không có xin trì hoãn lại được nữa. Thì bây giờ hứa với cô hỗ trợ thì cô cũng xin hỗ trợ thôi. Bây giờ cái hẻm này không bồi thường cho gia đình cô. Rồi biết cô làm đơn đi thì cũng như là cô không có biết chữ nghĩa gì đâu mà đi tới đâu. Đất thành phố này, đất là đất vàng. Dự án cải tạo hệ thống thoát nước lưu vực kênh Hàng Bàng qua địa bàn quận 5 và 6 thành phố Hồ Chí Minh được chia làm 3 giai đoạn. Sau gần 10 năm thực hiện, chỉ giai đoạn 1 của dự án hoàn thành, giai đoạn 2 vẫn đang dang dở, giai đoạn 3 chưa được thực hiện. Ở giai đoạn 2 của dự án, đoạn kênh từ đường Phạm Đình Hổ đến Chu Văn An, quận 6 đã có nhiều hộ chấp nhận bồi thường và di dời. Những căn nhà sau khi bàn giao đã được tháo dỡ, chỉ còn lại 4 bức tường. Tuy nhiên, một số hộ dân vẫn chưa bàn giao mặt bằng để thi công dự án. Tính đến cuối tháng 3 năm 2024, quận 6 đã giải tỏa 272 hộ dân, còn lại 72 hộ chưa đồng ý bàn giao mặt bằng. Nhiều hộ dân tại khu vực này cho biết, điều họ mong muốn lúc này là nhận được mức đền bù giải quyết thỏa đáng về chỗ ở để người dân ổn định cuộc sống. Đồng thời, dự án cải tạo kênh Hàng Bàng cũng được triển khai nhanh chóng. Cô cũng chấp nhận cho giao, cô giao mặt bằng, nhưng mà là chính quyền địa phương giải quyết làm sao thỏa đáng cho dân chứ mới được chứ. Trong tương lai là tôi chỉ muốn là bên ban bồi thường giải quyết thỏa đáng cho gia đình tôi đúng nội dung, đúng tiền, đúng số đất thôi chứ không có cần gì hết. Bây giờ cô cứ ở tấm hủ ở tạm thôi. Tại vì nó trời mưa á, thì dột tùm lum hết. Dự án này á, thì cũng như bồi thường cho dân, đặng đủ số tiền người ta mua nhà, đặng ta ổn định cuộc sống của người ta. Chứ một lần mà giờ đi là mất hết công ăn chuyện làm, mà những đứa đi học nó cũng khổ nữa. Bây giờ giống như cô mà đuổi đi á, là không biết đi đâu, không biết cháu mình nó học ở đâu. Dự kiến mặt bằng dự án kênh Hàng Bàng giai đoạn 2, đoạn qua quận 6, thành phố Hồ Chí Minh sẽ được bàn giao cho chủ đầu tư vào tháng 6 năm 2024 để cải tạo dòng kênh ô nhiễm nặng nề này.